chó là ngon nhất, thì nổi tiếng là cầy 7 món. Đôi lúc người ta quảng cáo là cầy tơ 7 món. Cầy tơ đó là chó con đấy, là gồm đến 7 món. Thứ nhất là món cầy luộc, thứ hai là món chả chìa, thứ ba là món cầy nướng, thứ tư là món thịt chó nấu rượu mặn, thứ năm là cầy tơ nướng cuốn mỡ chà, thứ sáu là cầy tơ sáu măng ăn với bún, và thứ bảy là lòng và giò chó. Thì tại châu Á đó, mỗi năm đó, tối thiểu 30 triệu con chó bị giết thịt để phục vụ cho các món ăn. Mà anh Thường Tùng vừa chúng ta biết đó, trong số đó là tối thiểu 2/3 xuất phát ở tại Trung Quốc, vì có dân cư là 1 tỷ 3 người. Mà trong đó thì có 5 triệu người Việt Nam góp phần vào văn hóa. Người ta thường làm dụng cái từ đó, thực ra là thói quen ăn uống không được lành mạnh. Về lý do đó thì những nước ảnh hưởng nền văn hóa của Trung Hoa ở tại châu Á gồm có Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên đó, thì người ta dựa vào hai câu thơ ở trong chữ Hán đó. Mỗi một câu đó, thì nó gồm có 4 chữ. Tôi nhớ là như thế này: thiên thượng long nhục, địa thượng cẩu nhục. Tạm dịch đó là trên thiên đường đó, thịt rồng là ngon nhất. Còn ở dưới mặt đất hay là trên mặt đất đó, thì thịt chó đó là số 1. Thì đó là cái quan niệm của người Trung Hoa ảnh hưởng đến cái thói quen ăn uống ở tại châu Á. Vì nền văn hóa của Trung Hoa đó là có một cái lịch sử đó mấy nghìn năm, có thể trước nhiều quốc gia khác. Thì đây chúng ta thấy là nếu mình viết chữ đi nha, thì rồng á là một con vật huyền thoại, ta không có thật, nhưng mà lại được xem là món ăn ngon của thượng đế, các thần linh ở trên thiên đường. Còn trên mặt đất thì quả địa cầu này có thật. Thì đối với người Trung Hoa và những nơi ảnh hưởng từ văn hóa hay là thói quen ăn uống người Trung Hoa đó, thì cho đó thịt chó là ngon nhất. Thì cái quan điểm này đó, nó đã chi phối cái lịch sử ăn uống ở tại Trung Hoa. Và theo nghiên cứu của tôi đó, thì vào năm 1700 trước tiên lịch đó, thì miền Bắc của Trung Hoa đó đã có thói quen ăn thịt chó rồi. Dần dà nó tác động đến miền Nam của Trung Hoa. Nó đi theo một cái con đường di cư đó, và nó tạo thành một cái ảnh hưởng rất là lớn đối với những quốc gia trong khu vực, và trong đó nó có Việt Nam. Tại Việt Nam thì chúng ta thấy là nổi tiếng là cầy 7 món. Từ lúc người ta quảng cáo là cầy tơ 7 món. Cầy tơ đó là chó con đấy, là gồm đến 7 món. Thứ nhất là món cầy luộc, thứ hai là món chả chìa, thứ ba là món cầy nướng, thứ tư là món thịt chó nấu rượu mặn, thứ năm là cầy tơ nướng cuốn mỡ chà, thứ sáu là cầy tơ sáu măng ăn với bún, và thứ bảy là lòng và giò chó. Tôi rất mong những nhà lãnh đạo không chỉ riêng Việt Nam mà trên toàn cầu nên tham khảo mô hình tiên tiến của Hoa Kỳ, Anh Quốc và gần đây như là Hàn Quốc để ban hành luật, chứ không chỉ là khuyến cáo nữa. Nhờ đó văn hóa tôn trọng chó và ứng xử đạo đức đối với các loài động vật đó được đề cao, và đó là diễm phúc cho con người và cho con vật nói chung. Kính mong mọi người tìm hiểu kỹ các thông tin chính thống và chính xác, không nên tin những clip bị cắt xén, cố tình dựng chuyện, xuyên tạc và xúc phạm thầy Nhật Từ. Hãy cùng nhau lên án và chống lại sự sai trái.